Đừng có đi ăn nè, anh ngủ. Trời, mưa siêu to luôn á. Ui, anh mới xin. Anh có thấy không, anh có thấy tuyệt chiêu của Thánh Năng. Mỗi lần mà tóc vô chỗ mưa, chú mưa cũng phải tóc đúng chỗ. Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với hành trình Thánh Năng của Lương. Nhớ subscribe cho Thánh Năng với lại là follow Instagram của Lương nha. À, đúng kiểu là bây giờ đang đi chú mưa mọi người. Nhưng mà vô tình thấy một cái bạn để là lẩu Đài Loan. Thì không biết lẩu Đài Loan ở đây là món gì, ấy là lẩu như thế nào, hải sản hay là thịt heo hay thịt bò, nói chung là mình không biết. Cho nên là bây giờ cùng Lu đi vô quán này ăn thử. Ok, mình đã vô chỗ ngồi rồi. Bạn ơi cho mình mượn menu. À, đây menu của quán để Lu coi. À, ở đây bán ẩm thực Đài Loan các bạn. Ở đây sẽ có sủi cảo, có phá lấu Đài Loan, lẩu một người. Ui, được á. Ui, có đậu hũ thúi. Chắc là mình sẽ gọi đậu hũ thúi. Có phá lấu. Phá lấu Đài Loan khác gì phá lấu Việt Nam ta? Tí nữa mình sẽ thử. Lẩu một người để coi. Lẩu một người ở đây thì Lưu thấy giá là 169 ngàn. Ồ, anh quay phim. Có lẩu đậu hũ thúi nữa kìa. Hồi trước giờ là Lu chỉ có ăn đậu hũ thúi chiên thôi, chứ chưa bao giờ ăn cái lẩu đậu hũ thúi này cả. Cho nên là chắc là mình sẽ gọi cái này. Ok. Còn gì nữa không? Sủi cảo. Sủi cảo đây Lu thấy khá lạ, cho nên là chắc là Lu sẽ gọi luôn. Dạ, xong. Order thôi. Trong lúc đợi đồ ăn ra thì mình ra đây phá một tí. Đây là cái tủ mà hồi nãy luôn khoe với các bạn á. Trời ơi, nhìn rất là thiên đường luôn á. Có hồng trà nè, có lục trà, có trà sữa. Mà một cái hộp á, mọi người có thể thấy là nó siêu to luôn. Xong mà dưới này có xá xị Đài Loan nữa. Có nước táo. Mà nước táo này là nước táo có ga. Ở dưới đây thì Lu thấy là có chè nè. Wow, trời ơi đã quá. Cho nên là tôi sẽ gom hết cái này. Chắc là không ai thấy đâu ha. Wow. Đây, Lu đã order ra full bàn rồi các bạn. Lu order một cái lẩu đậu thúi, một đậu hũ thúi chiên, một phần phá lấu Đài Loan thập cẩm. Ngoài ra thì Lu có order sủi cảo với lại mực nữa. Nhìn kiểu như là úp ngược á. Đây nè. Đây. Chắc là mình sẽ xử luôn em lẩu này trước. Tại vì là nhìn thì rất là hấp dẫn. Ngồi ở đây thì nghe một cái mùi hơi rất là đặc trưng. Nhưng mà Lu đi ăn khá là nhiều nơi bán đậu hũ thúi rồi, thì đây là một trong những nơi mà Lu thấy là có cái mùi khá là dễ chịu. Không có bị kiểu như là vừa tới xong rồi bỏ chạy liền. Ở đây thì mình vẫn còn có thể ngồi đối diện và ngửi được cái mùi khá là ok á. Lu có... Hồi nãy thì Lu lấy nhiều quá cho nên Lu trả bớt rồi. Lu lấy trà sữa với lại một cái là xá xị. Thật ra thì Đài Loan thì rất là nổi tiếng về trà sữa, cho nên là mình sẽ thử em trà sữa này. Và toàn bộ nước uống ở đây thì đều được nhập 100% từ Đài Loan về đây luôn, cho nên là về chất lượng, về nguồn gốc thì các bạn có thể yên tâm. Cheers. Thơm. Ăn thôi. Ăn thôi. Chí. Chí.
Lẩu này thì sẽ là lẩu một người và giá là 169.000. Lu nhìn menu thì Lu thấy là giá ở đây sẽ dao động từ khoảng 25.000 cho đến 169.000 một món. Trung bình thì mình thấy giá ở đây ổn. Không gian thì rất là ấm cúng, các bạn có thể đi gia đình hoặc là đi nhóm bạn đều rất là ok. Ở đây có máy lạnh cho nên là ngồi không sợ nóng. Trong cái lẩu này thì mọi người có thể thấy là có tôm, có phá lấu, tàu hủ ki, xong rồi có đồ viên như là tôm nè, đậu hủ hải sản nè, trứng cút, cá viên, có miếng ăn kèm và đặc biệt là có tàu hủ thúi. Đây, thử nha, mình sẽ thử cái nước dùng trước. Mình sẽ thử cái nước dùng trước nha. Khá dễ ăn đó mọi người. Cái nước dùng rất là ngọt thanh, nghe được mùi giống như là nước dùng này được hầm xương với lại cả mùi rau củ ở trong này, uống rất là thanh tao nhẹ nhàng. Hồi đầu thì mình thấy cái lẩu tàu hủ thúi này thì mình hơi hoảng sợ nhẹ. Cái thứ nhất là bởi vì các bạn có thể nghe tàu hủ thúi thì mình cũng biết là cái mùi của nó như thế nào rồi, mà tàu hủ thúi mà để ăn nóng á, thì đa phần á là mùi nó sẽ nồng hơn rất là nhiều, cho nên là Lu cũng sợ lắm. Nhưng mà mới thử thì Lu thấy là rất là có khả thi đó mọi người, nên là mọi người nên thử một miếng tàu hủ. Nhìn rất là núc ních. Thử nha. Wow, béo. Một cái mà mình thấy được thích ở đây là bởi vì là nó rất là béo ngậy ở trong miệng, nhưng không có bị thúi như cái tên của nó. Giờ thì mình sẽ cho một tí miếng vô nè. Phá lấu, tàu hủ ki, tàu hủ hải sản, đậu hũ, cho một tí nước vào. Ăn kèm với lẩu thì sẽ có một cái chén nước chấm, và nước chấm này á là nước tương Đài Loan với lại có ớt nè, với lại là Lu thấy là có đậu. Nước tương pha rất là vừa, không có bị mặn, ăn khá là dễ chịu. Chấm mà kiểu mà các bạn có thể chấm nhiều đi chăng nữa thì nó vẫn ok lắm, nó không có mặn đâu. Qua miếng này ngon quá. Sợi nhuyễn ăn mềm, độ dai vừa, ngon. Miếng đậu hũ chấm tương. Trời ơi. Đây, Lu mới vừa dọn bàn lại các bạn, cho dễ gấp chứ không gì hết trơn á. Bây giờ thì ăn đậu hũ chiên nha. Nói chung là mình đã ăn đậu hũ chiên qua mấy chỗ rồi, cho nên là đậu hũ chiên thì chắc chắn là sẽ khó hơn rất là nhiều. Ở trong này thì có sẵn cái nước sốt luôn. Ở bên hông á thì sẽ có nước chấm và có cả sa tế nữa. Bạn nào thích ăn cay thì các bạn có thể bỏ vô. Chung là muốn ăn cay mấy cấp độ thì chấp hết. Mời. Béo, ngoài giòn trong mềm, độ béo có, độ thơm có, vị của nó thì mình thấy là ok, không mặn, ăn thì không có quá hôi. Và một cái đặc biệt là đây là chỗ mà mình ăn mình không thấy bị đắng. Tôi không biết tại sao mà những chỗ mà Lu ăn đậu hũ thúi thì cái vị hậu
để lại động lại ở trong cái phần cuốn họng của mình là một cái vị đắng, cho nên là Lu cảm thấy không có ấn tượng lắm. Nhưng mà ăn ở đây thì mình thấy là không có cái vị đó, nên là ăn rất là dễ chịu. Đây, thử qua một món này đi. Sủi cảo chiên. Mình sủi cảo này chiên ngộ hay á, chiên úp ngược hay. Rồi này ăn sao ta? Chắc là tôi sẽ bẻ đôi như vậy. Chấm một miếng tương. Đây, đây đích thị là vỏ sủi cảo luôn á. Bởi vì á là ở một số chỗ á thì cũng để món là sủi cảo, nhưng mà đa phần á thì họ sẽ dùng cái vỏ bánh hoành thánh để họ gói lại, cho nên ăn á thì cái vị của nó kiểu như là nó hơi lai việt một tí. Còn cái này á thì Lu ăn là đúng nghĩa luôn á, là đúng với những gì mà mình cảm thấy rất là quen thuộc. Và vị nhân thì mình thấy ăn rất là thơm, ở bên trong sẽ có thịt heo, một ít hành và hẹ, khá dễ chịu. Ngoài trừ việc là Lu không hiểu lắm là cái miếng dưới này chiên úp ngược như thế nào thì Lu không hiểu, nhưng mà nói chung á thì Lu thấy là ở đây có cái món thì rất là đặc sắc á, cho nên các bạn có thể thử. Nãy giờ mình ăn 3 món thì chưa món nào mình chê hết đúng không? Hay là tại vì mình dễ dãi quá ta? Thử tiếp nha. Đây, phá lấu. Thật nha, Lu là một cái đứa rất là nghiện ăn cải chua. Cái món nào mà có cải chua với Lu là trời siêu hấp dẫn luôn. Thì đúng nghĩa là cái dĩa này có cải chua, có cà rốt để ăn chung. Đây là một phần thập cẩm. Lu nhớ là phần này trong menu hình như là khoảng 120.000 một phần á. Sẽ có vịt nè. Có... ui, lỗ tai heo. Để Lu lấy lên. Đây, nhìn siêu hấp dẫn luôn. Cái này thì bình thường thì Lu hay gọi đây là thú linh. Lu hay gọi là thú linh. Và Lu rất là thích ăn cái này, mặc dù là nó không healthy lắm, tại vì là chiên dầu mỡ khá nhiều, nhưng mà ăn cái này kiểu nghiện á mọi người, ăn rất là thích. Chấm một miếng ớt. Dù là tôi không biết ăn cay, nhưng mà tôi cứ vẫn thích ăn một cái gì đó the the trong miệng. Cảm ơn cái nước tương này nha. Lên một miếng cải chua. Ngon. Làm rất là sạch, không bị hôi nha. Khá là thấm vị các bạn. Nói chung là ăn dễ chịu. Một miếng nữa. Thực ra mấy cái món này á dành để ăn chơi, nhưng mà trời nó cứ đó, mọi người có thể thấy là Lu cứ gấp hoài không ngừng. Nếu như mà trên thang điểm 10 mà các bạn hỏi Lu đánh giá thì Lu sẽ chia ra từng phần. Không gian thì Lu sẽ đánh giá là 7/10, phục vụ 8/10,
và chất lượng đồ ăn sẽ là 8.5/10. Với Lu thì Lu thấy đây là một trong những món mà các bạn nên trải nghiệm nếu như mà ở Sài Gòn hoặc là chuẩn bị đi Sài Gòn để du lịch. Và địa chỉ mà Lu đang ngồi là số 159 đường Hậu Giang, quận 6. Ở đây là quán San Mama Lẩu Đài Loan. Ở đây sẽ mở từ 10 giờ sáng cho đến 11 giờ tối lận. Cho nên là các bạn có thể ghé bất cứ lúc nào cũng được. Rồi, chắc là mình sẽ up video lại đây. Và cảm ơn mọi người đã coi nha. Và đây sẽ là một trong những địa điểm Lu sẽ còn ghé lại nữa. Bye bye.